Tôi đi siêu đi trước nhá. Mọi người ở lại nhá. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Yeah. Sướng quá. Trời ơi. Sướng sướng. Phải nhẹ cân thì không chậm nước đâu. Dày quá dày. Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì rất là vui, thì đang cùng với anh em ở Tây Nguyên này, ở Đông Bắc này, đi thăm làng cá Thẩm Phé du ngoạn ở trên lòng hồ thủy điện Bản Chát. Và ngày hôm nay thì đưa cả Du Siêu này, già làng Tây Nguyên này, bếp trên bản này, và một số anh em ví dụ như là anh Kiên ở kênh Lai Châu VTV cũng tham gia cùng với mình để trong chuyến du ngoạn lần này. Và hôm nay Du Siêu đến đây, cảm giác đầu tiên đến đây em thấy thế nào nào? Em thấy ở đây rất là đẹp, và đặc biệt hơn là ở đây là có cá. Du Siêu thì thích ăn cá nên là hôm nay là rất là tuyệt vời. Chúc cho Du Siêu có một cái chuyến trải nghiệm tuyệt vời ở lòng hồ thủy điện Bản Chát. Dạ, vâng. Làng cá Thẩm Phé. Lát nữa chúng ta sẽ lên hẳn ở trên vịnh ở trên kia. Dạ. Sẽ có rất nhiều bất ngờ và có rất nhiều loại cá để cho Du Siêu được thích nhá. Wow, rất là tuyệt vời. Vâng. Bây giờ chúng ta đi thôi nhỉ? Dạ. Vâng, xin mời các bạn. Wow, cá to quá. Cá đẹp quá nhỉ? Ở dưới này có cá. Nhưng... cá chép hay sao ấy? Thế là tí nữa là mình tự bắt cá ở đây luôn chị hả? Ở đây họ có nhiều lồng cá lắm. Nhiều quá ha. Đây là... là dân tộc gì nhỉ? Em là người Chirai, dân tộc Sarai. Dạ. Sarai à? Bà con ở đây thì chủ yếu là người Thái với cả người Khơ Mú. Và cái cách chế biến những cái món cá ở đây nó cũng khác đấy. Dạ. Lát nữa Du Siêu chia sẻ giúp cho chị là những cái món mà ví dụ như ở đây nấu như thế này thì ở trong đó nấu như nào nhé. Rồi, ok chị luôn. Du Siêu để ý ở trong cái hồ này là có cá cá rô phi sao chị ạ? Con cá đây chắc cá bé quá. Mình bắt ra thử một con xem nào. Lăng lăng. Wow, cái kìa, cá kìa. Ui, cá to chưa? Lăng lăng. Cho chưa? Đấy, đấy mọi người ơi. Rồi, camera quay cho mọi người xem kìa. Đi ơi, kéo kéo giùm bên đấy, được rồi, điều kéo lên cao luôn xem là đó. Đá chưa? Cá lăng à? Phải cá lăng không? Cá trê mà. Phải không? Phải không? Kéo lên đâu? Kéo lên nào? Kéo lên như này này. Đấy. Cái này cá trê. Có cá không? Có cá kia thấy chưa? Đấy. Rồi. Đấy. Cá lăng hả? To nhỉ? Cá lăng à? Yên bắt đi Yên. Nhỏ quá ha. Nó đang bò lên đấy. Đang bò lên đấy. Nhìn thấy vì sao lại chạy. Rất là thú vị. Ở đây giống như một cái khu ở Long Vịnh Hạ Long nhỉ? Đúng không? Đúng rồi. Nếu như mà nhìn từ trên cao ấy thì mọi người sẽ thấy là ở đây nó có những cái đảo nhỏ như phía bên kia kìa. Dạ. Yeah. Đấy, rồi là những cái núi như này toàn là đảo đấy. Dạ. Yeah. Nhìn từ trên cao xuống nó như là Vịnh Hạ Long thu nhỏ ấy. Đúng rồi đấy. Ừ. Không khác gì luôn. Em Siêu đã đi Vịnh Hạ Long chưa? Em đi rồi, em đi hai lần rồi. Dạ, trong đây thì một cái đảo gọi là rất là to luôn. To hơn đây gấp mấy lần nhỉ? Ui, cano đấy, cano wow. Nước đấy. Tí nữa Du Siêu có thích đi không? Có. Ê, chị em đi nhá. Chị đi nhá. Okay. Nhưng mà em thích bắt cá hơn chị ơi. Thì đi bắt cá đi. Nhưng mà trong cái tìm anh chủ đâu. Trong đi. Cái bể cá này không biết cá nó to. Chị thích mấy cái con to, cá to to cơ. To con to này hơi bé bé. Cá bên này à? Bên nào là cá to nhỉ? Mình đi bắt cá đi chị. Đây, Gia Lang ơi, Gia Lang ơi. Đây đây, em đến bước kia Gia Lang. Gia Lang thấy không cảnh như đây như nào anh trai? Mình ăn cơm xong rồi qua kia mình chơi cái gì ở bên đó? Bên đấy, cái vịnh bên đấy đẹp hơn bên đấy rất là nhiều anh ạ. Vâng, vâng. Từ đây lên trên đó là khoảng 10 km đường sông. Đi đường nước đúng không? Vâng, đi đường nước ạ. Qua đây mình chơi trò gì bên đó nhỉ? Chơi đó, trên đó thì có cái trò đu dây zip line ấy. Trò đu qua dây. Sông. Với lại mình... với chơi với bà con ở dân bản. Thăm bà con ở bên đó nữa. Vâng. Trên đấy thì có bản Mông với người Khơ Mú. Ở bên đó thì người ta có làm những cái căn nhà truyền thống như có nhà truyền thống của người Mông anh ạ. Vâng. Hy vọng chuyến đi này thì được trải nghiệm được nhiều thứ. Vâng. Để mà ghi hình. Vâng. Cá to nhỉ. Mắt lưới nhỏ này hình như ôi. Đây là cá chép đấy.
chép đấy. Chép con này đang chửi sao này, đúng không? Con này đang chửi ra bụng to kia. Qua chỗ anh bên kia. À kia kìa, họ đang cho cá ăn kìa, đi ra đây đi. Chú ơi chú, đây là cơm à? Ừ, cơm. Cá gì nhỉ? Cái này là cá gì đấy chú? Cá gì đấy chú? Cá rô. Ô, cá rô mà to thế. Cá rô này, ở dưới đấy là cá chép. Cá chép là không, nó ăn từng đấy. À. Cá rô nó ăn từng nổi. À, thế hả? Ừ. À, bây giờ cháu mới biết đấy. To là gần 2 cân. À. À. Đi điêu. Bắt không em? Bắt đi. Bắt nhá. Dạ. 2 cân đấy. 2 cân đấy. 2 cân, ừ. Cá rô đấy, to nhất 2 cân. Điêu bắt cá rô 2 cân đó. Vâng. Cá rô đấy, cá rô 2 cân là con to lắm. To lắm đấy. Ừ. Cá rô 2 cân là to mà. Hả? Điêu mình muốn bắt kiểu nào chú? À. Bây giờ bọn cháu muốn bắt cá thì như nào? Chủ nó cá không ở đây. À, thấy hợp đây đây. À, chủ nó là cái này lồng khác. À, ừ. À đây là hợp tác xã đúng không chú? Ừ, hợp tác xã thì là của nhiều hộ đúng không ạ? Ừ, của nhiều hộ. À. Nhưng mà cá to như thế này ăn mới sướng đời ấy. Chú ơi, hay là bắt trước đi xong rồi chú nói chuyện với chủ sau. Chủ không ở đây thì sẽ nói cho con. Nhưng mà cá mình ra để bán mà. Ừ. Thì mình chủ... mình nhưng mà định lấy mấy con. À. Bắt hai con đi nhỉ, mình có hai mâm. Con đó, bây giờ là Điều, nghĩ là Điều Siêu bắt được bao nhiêu con thì lấy bấy nhiêu con. Không, anh em nghĩ là anh em đi đông quá mình bắt tầm 10 con thì đấy tầm đó thôi. À 10 con đi. 10 con nhá, chuẩn ký đúng không? Điều Siêu ơi, thì 10 con có đủ ăn không em? Em nghĩ là 10 con là đủ á. Ở đây có một ẩm thực gia đến từ Lạng Sơn nhá. Bạn đi làm cái món cá ba bình tộp rất là cá, ngon. Dạ. Cái này mình mọi người đã nghe thấy món cá ba bây giờ bây giờ mình mới đưa một cốc để mình kéo lên đi, một đưa một cốc đi. Nè. Đi ăn qua bên kia đi ăn. Đi crew nữa. À. Anh Long ơi. Anh Long ơi, anh kéo bên kia giùm em ơi. Anh kéo giùm em về đây giùm em ơi. Nào. 10 con, 15 con kia đó thôi. Dạ. 10 con. Dạ. Em thì em rất là thích đi bắt cá cũng như là đi săn. Kéo bên này về bên kia đúng không ạ? Cá 45 kg. Cá tầm 45 kg. Dạ. Biết nói rồi. Có chân. Thế chú ơi, ở đây có con cá nào 40 cân không chú? Ôi, nghe là quảng cáo đây là có con cá nào có chân biết nói rồi không ạ? Rồi mọi người kéo nhá, mình tay đều tay nhá. Mọi người kéo đều tay nhá. Kéo đều tay đi không. Đi ơi. Igru ơi, con người vào bên đây. Ôi thấy cá rồi kìa. Trời ơi, trời cá to thế nhá. Wow, thấy rồi. Thấy mặt cá rồi. Kéo mạnh lên mọi người ơi. Kéo đều tay nha, kéo đều tay nhá. Đấy quá nhiều cá luôn. Nào, wow, thấy chưa? Wow, to lắm đấy. Đây, mấy con này to này. Đây, rất là to. Ôi, cái trai con kia. Anh ăn bắt đi, trời ơi, bắt đi, bắt nhảy luôn. Nhảy đi, chứ. Không lấy trai mất, đó thấy chưa? Wow, rất là đá luôn nha, sướng nha. Kéo xuống vào một chỗ thôi. Đấy, wow, to quá. Trời, mọi người thấy sướng chưa? Ê, mấy chị con ơi, chị ơi. Kìa. Ôi, nặng quá. Chị sắp rơi xuống rồi. Chị sắp rơi xuống rồi. Điêu ơi, bắt đi Điêu. À. À, cái này con nó to này. Con nó to này. Có cây xúc của anh nhỉ? Có cây xúc của anh. Vợt đâu. Ôi, nặng quá. Ôi. Từ. Chứ không cầm là nó chui ra ngoài bây giờ. Dạ. Ôi cứu tôi sắp rơi xuống hồ. Em phải bắt cá mới được. Đang rất là thích. Từ, bắt con này. Ôi chết thôi. À chết rồi. Ôi kéo bỏ hết tay luôn. Ôi con này bé quá, cho nó xuống để cho nó lớn. Sao là cá nó kìa to không? Chưa thấy cá to như này đâu. Giờ các anh nào có mắt thì cá cho con to nhất đi. Lúc tiêu được nhìn thấy con cá to phi. Lấy cái vợt nhỉ? Chưa. Không được cái này.
Chưa, hôm nay là đầu tiên đấy. Đầu tiên đấy, đúng không? Đầu tiên mà thấy tận mắt đấy đấy. Con mà ăn ở ngoài thì cũng rất là nhiều rồi. Có khi thì vẫn to hơn. Ăn nhiều rồi nhưng mà đúng rồi. Được bắt cá sống rồi chưa? Được trải nghiệm như này thì đây là lần đầu tiên. Dạ. Đây mọi người, mọi người thấy chưa? Khá là nhiều cá, toàn là cá rô phi to không? Bây giờ mấy anh chị đang lấy cái cây để mình vượt để mình bắt một hai con nhỉ. Đâu phải một hai con, tầm 10 con đấy. Lớn ra mất rồi. Bắt đi điêu. 20 lấy hết cả lồng này đi nhỉ. Ô đây cá chép này, cá chép này. Con này cá chép này. Cá chép kia cũng chép kìa. Nó chui ra ngoài rồi. Đó. Đây là cá rô. Em bắt rồi. Em đi xuống xem bắt được không? Cầm chỗ này, cầm chỗ này. Nào. Nào. Đây mọi người. Đây rồi. Bác bạn đi điu, tôi mang cái mang nó. Đây rồi. Wow, bắt được rồi. Kéo lên tuột qua lồng. Kéo lên. Cái điều này thôi chứ không có gõ cái gì đâu. Chiêng thì như nào? Không phải là chiêng đâu. Ở đây đây là cái ở đây gọi là chiêng. Trống chiêng ấy ạ. Anh không có gõ cái này đâu. Như như ở Thái anh thì sẽ gõ cái này. Như nào nhỉ? Như nào? Hình mình ơi. Nào. Như nào? Nhún nào. Làm lại nhá. Nào. Nhưng mà chị thấy à đúng rồi, người Thái họ làm như này. Nào, 2 3. Đúng không? Đúng chưa? Chị là người Thái đúng không? Không, chị không phải người Thái nhưng mà đánh xong. Đây, đây, làm đi nào. Già làng làm đi nào. À, đúng rồi. Anh làm lại hộ em nào, làm lại. Đếm xem bao nhiêu tầng nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tầng. Mà cái này hình như ăn hết rồi hay sao ấy. Không biết là làm từ cái gì đây, không biết là đây tổ ong gì nhỉ. Ôi giời ơi, các bạn có thể, ai biết đây là tổ ong gì các bạn comment vào trong video này giúp cho Thị nhá. Nào em. Đấy, hết rồi, không còn cái gì ở trong nữa rồi. Nhưng mà hình như làm từ cứt trâu hay sao ấy. Đấy, 9 tầng, nhiều thế. Đây cũng là một trong những cái tổ chim hay sao ấy. À đây là dọ bắt cá. Dọ bắt cá của người Khmer ấy. Nói chung là ở làng cá Thầm Phế này quang cảnh rất là đẹp. Và mình cảm giác như kiểu mình đang đứng ở trên vịnh Hạ Long ấy. Mình rất là phê.
Em Siêu có đu dây không? Có. À, đã là đu thì phải đu chứ nhỉ? Đúng rồi. Thế là đu Siêu đu trước nhá. Sao mà chị... Thôi chị em mình đi chung đi. Đi chung à? Bên đây có 2 dây này. 2 dây nhưng bên kia họ thấy bảo là có một người đón thôi ấy. À. Ừ. Thế thì... Trời ơi, ok. Để xếp hàng nhá. Cho đu Siêu đi trước nhá. Cho già làng đi trước chứ. Già làng đi trước chứ. Ok. Chúc già làng Thượng Lộ bình an nhá. Già làng Tây Nguyên ơi, cả nhà đi. Một người đón thôi nên là. Thế bây giờ mình tay đo xong thì mình dừng ở đó đi Mỹ ơi. Khỏe nhờ. Mình wow. Không cần lấy cả. Chờ đó. Wow, không cần lấy luôn. Anh cứ đi trước thì em đi chung với hai em đi bên này đi bên này. Ôi. Quá nguy hiểm. Cái này là em cảm thấy thế nào nào? Em cảm thấy rất là hồi hộp. Cũng là họ đu mà đúng không? Đu mà em là đu em siêu, nên là em đu siêu. Đúng rồi. Chị có đi không chị? Chị có. Chị em đi chung đi. Đi chung lát nữa đợi dây bên này hai chị em mình đi luôn nhá. Dạ dạ. Ok. Dây nào ướt ít được thì cho đu siêu đu. Đây. Dây này. Ướt ít ướt đấy. Thế à? Thế lát nữa em đi dây kia nhá. Ừ. Ok. Đi chưa anh? Tư. Bắt đầu. Để. Cầm đây thôi. Cầm trên là bỏng ấy. Bỏng đấy. Cầm trên đứt tay đấy. Bỏng ấy. Vâng. Đây. Cầm đây. Nhưng mà coi dây này mình ấy. Giờ là anh đưa Siêu là chuẩn bị chạy qua bên kia nhá. Nào, từ từ để cho cái mic vào nhá. Cho cái mic vào đây nhá. Đi làm đi được kìa, đi làm đi được kìa, em vừa thấy chưa? Trời ơi, thích quá nha. Dì Lan đi rồi. Anh Mỹ ơi, Mỹ đi luôn chưa? Anh đi trước đi anh. Mỹ đi đi, Mỹ ơi, đi chung đi cho vui đi Mỹ ơi. Ướt mông rồi. Dì Lan bị ướt rồi. Ướt mông rồi. Mọi người sợ rớt xuống đấy có ai cứu mình không nhỉ? Có. Nếu mà đu Siêu mà bị rớt xuống thì cứ nằm đấy đợi chị xuống chị bơi xuống chị. Ok chị. Rồi, thôi đu Siêu đi trước nhá. Mọi người lại nhá. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Yeah. Sướng quá. Trời ơi. Sướng. Nhẹ cân thì không chậm nước đâu. Dày ướt. Tại không co chân lên thôi. Thì bị mát chân. Em sợ nó nhẹ tí. Đi rồi. Đâu rồi đó cậu? Hôm nay là ai trong nhóm? Điểm ấy. Cái này được. Cảm thấy rất là hồi hộp bởi vì là mình chưa đi chơi những trò cảm giác mạnh bao giờ ấy. À, đây là bên này chị. Trước đi hồi hộp đầu tiên hồi hộp sau này cảm thấy sướng đi một đoạn ấy. Bao lâu ở đây rồi mà chả dám đi. Em đi đây. Từ đấy qua đây chưa được phút đâu. Chị Phúc Điền thì hết mất móc rồi. Chị em cười quá trời cười. Xuống lấy rồi. Sướng không? 1, 2, 3. Bắt đầu. Chị Tí ơi, đây là bản gì nhỉ? Đây là bản người Bắc của xã Pha Mu. Bây giờ là mình đang đi vào hộ cụ nào nhỉ chị nhỉ? Bây giờ đi thăm cụ cũng lớn tuổi ở cái
bản này. Thấy ở đây dễ thương nhỉ. Cũng khó khăn đấy. Thích ở đây không anh? Cho anh lấy vợ đây nhé. Bản này là bản gì đấy chị? Bản Mông, bản người dân tộc Mông và bản tên là bản người Bắc. Rồi. Bản này là chồng chắc. Cái chồng đấy. Hello em. Nhà của người Mông vẫn ở đây vẫn còn nhiều nhà gỗ như này nhỉ? Nhà đây là nhà đúng nhà truyền thống của dân tộc Mông luôn. Tua. Ờ, Tua, nhà chị à. Bao nhiêu mà? Đến chơi à, các cháu đi chơi à, đấy. Em hỏi luôn bà ấy ở đây. À, các quý nhân nó mỗi tên gì, tên mua xe phò lò lò nữa nè. Cũng mua. Mình cao nhà. Ờ, nếu mua chế mình thì... Mình thì toàn nhìn mình gì à? มัวงัดติดตัวนี้ตัวปอนน่ะตัวนี้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 ตัวน
nhá. Vâng. Nhà đấy tên là gì nhỉ? Em có bốn bom bê. Mua thẻ. Chua nó. Vừa thịt chua. Vừa thịt chua. Chua là chua này. Chua. 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 Đi. Có nhâm bà hà nào nhá đây. Ê, cũng nhập về tăn được hả? Đây là cô vừa bán lên nhà hộ là nhà bé bé này. Hộ gia đình cũng khó khăn. Em hôm nay đến bản này thì cảm thấy thế nào? Bản đây là bản người Mông đấy. À, người Mông nhỉ? Ừ. Em thấy thật sự em chưa có đi vào bản bao giờ, em thấy rất là khó khăn nhỉ. Thấy người ở đây cũng như là cả xong ở đây không biết họ xong như thế nào ta. Đất thì khá là khô đúng không? Nói với bà ấy đi tiếng Mông ấy. Ơi ba giúp chị nhỉ. Nhá chị apo. Ờ. Ê tôi sẽ con à. À là chị sẽ con của tao mình chị của tao, sẽ con chị của tao. Ờ. Mà chị mời bà và mời mọi người vào nhà này. Mọi người ạ, nhưng mà không có đi đi bơ thì mình không biết là nói chuyện mới chưa ở đây hết. Đây rồi. Xin chú này, xin chú như này. Yes, yeah. À, hôm nay thì mình cũng vừa mới đi thăm người dân ở đây rồi, cũng như là cô chú cũng như là các cháu ở đây rồi. Thấy cuộc sống ở đây cũng rất là dù mà nói là đang rất là khó khăn các bạn ạ. Hôm nay thì mình cũng không có gì thì cũng có một tí tấm lòng nhỏ nhỏ rồi mua bánh cho các em rồi như thế thôi. Hôm nay cũng Ai Mí với lại Gia Lan cũng vừa mới đi thăm ngôi nhà trong này. Hôm nay có Ai Mí và Gia Lan ngồi trên này luôn thì mình cũng có một cái ca khúc nhưng mà ý luôn phải hát nhá, tặng mọi người ở đây. Ok em ra đây, ra đây. Đây nhá, phải non nồng nồng cao nào. Phải non à. Anh nghe nhạc nhá. Nhảy em ạ, nhảy lên nào. Nhảy nào. Tuyệt vời. Nhảy nào. 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 Nhảy yêu đương sẽ mặn lòng rồi thì còn chẳng chờ gì nữa, ngày mình bên nhau giữa tơ hồng lại nói thành đôi, anh thiếu em nhưng đang lập tìm mãi thứ
người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo anh cần chi phải lo. Ok được rồi đó, mình tắt đây đó. Mọi người tại vì thời gian mình là hết giờ rồi. Wow, các cô này, okay, các cô vừa bảo là hát hay quá. Bạn nghe có hay không? Hôm nay thì Thị cùng với Đô Siêu và tất cả các anh chị em ở trong đoàn đã đi trải nghiệm ở là cá thẩm phé này, theo dòng nậm mu để ngược lên phao mu. Và ngày hôm nay thì cũng vào đây, cái chương trình mà lên phao mu ngày hôm nay ý, thật ra cũng chỉ là chương trình đi trải nghiệm rất là phát sinh đúng không nào? Và đến thăm bản Hủy Bắc nhỉ, thì thấy được rằng là cái tấm chân tình của Du Siêu dành cho bà con ở đây rất là tuyệt vời. Đấy, Du Siêu đã dành cho những em nhỏ ở đây những phần quà gọi là phát sinh thôi đúng không? Và Du Siêu cảm thấy bản làng ở đây như nào? Thì Du Siêu thấy cái ngôi làng ở đây thì Du Siêu cũng thấy là rất là cái kiểu như là giống như là rất là đẹp, nhưng gọi là những cái màu hình cũng như là cái văn hóa ở đây, nói chung mỗi vùng cũng như là mỗi người dân tộc mình có một cái cuộc sống khác nhau đúng không? Nhưng ở đây thì họ sống ở trên núi thôi, trên đồi này kia, khi mà đường đi vào đây cũng rất là khó. Thì bây giờ thì cũng cảm ơn bên gọi là bên nhà nước này kia thì người ta cũng tài trợ đường đi rồi điện đài này kia cũng nói chung giờ cũng gọi là cũng khá hơn rồi đấy. Thì hôm nay có đi vào thăm một số hộ khó khăn ý, thì Du Siêu cảm thấy hoàn cảnh gia đình của các hộ đấy hiện tại bây giờ đang như thế nào? Cái hộ mà hồi nãy Du Siêu vào thì Du Siêu thấy rất là đáng thương cho cho cô đấy. Tại vì nhà cô thì mỗi một mình cô thôi, con cái thì lấy vợ rồi lấy chồng ở nhà đi hết rồi. Cô thì nghe hồi nãy cô nói là cô không có rẫy, không có ruộng để làm luôn. Thấy rất là thương. Bà cụ năm nay cũng hơn 70 tuổi rồi nên mà lại đang sống một mình nên là rất là vất vả và khó khăn. À, các em nhỏ ở đây cũng như vậy đấy, mình có thể nhìn đấy đúng không nào? Đúng rồi. Đấy nên là cũng rất mong là Du Siêu sẽ dành thêm nhiều tình cảm hơn cho Tây Bắc nhá. Và nhất là Lai Châu. Du Siêu không có nói trước, không dám nói trước, nhưng mà sau này chắc chắn là Du Siêu sẽ một chuyến nữa vào đây, Du Siêu sẽ kiểu như là mình chuẩn bị sẵn. Nhưng lần này thì kiểu như giống như là mình đi ra ngoài, giống như là phát sinh thôi. Giống như đi qua rồi này kia, gọi là tình cờ gặp và tình cờ anh em mình tới thăm thôi, nên là không có quà nhiều cho các em. Rồi, thôi thế thì hôm nay chúng ta cũng sẽ kết thúc ở đây để chúng ta về ngoài thẩm phé để ăn cơm nhỉ? Dạ vâng ạ. Thì cũng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi Thị Hay Đi, nhà Du Siêu, Bếp Trên Bản và... Cao Nguyên Đá, rồi team nhà anh em già làng Tây Nguyên nữa đúng không nhở? Già làng Tây Nguyên thì vẫn chưa thấy đâu đây, chắc là đi tặng quà quá đúng không? Đây. Ôi đây già làng Tây Nguyên về rồi. Thế ngày hôm nay già làng Tây Nguyên thì lên đây cảm thấy như thế nào? Cảm thấy là nói chung là trước tiên là cái khí hậu mát mẻ và những con người ở đây là người ta rất là hiền lành và họ thân thiện nữa. Vâng. Nên là lần này lên đây thì mình cũng có chuẩn bị là quà nhiều. Bởi vì khi mà lên đây là mình muốn là đi tìm hiểu đời sống của bà con, thì thấy những người khó khăn, những cụ già rồi thì cũng cho ít tiền rồi để mua đồ ăn với lại bánh kẹo cho mấy em nhỏ, cũng có nhiều. Thế già làng cảm thấy cái sự khó khăn của bà con người Mông ở đây có khó khăn như ở trong Tây Nguyên không? Nói chung là trong Tây Nguyên thì cũng có người khó, nhưng ở ngoài đây cũng có người khó thì chỗ nào cũng vậy thôi. Nhưng mà mình đi đâu thì gặp người khó khăn thì mình cũng thường hay thương họ để giúp đỡ. Ngày hôm nay thì khi mà đi từ làng cá Thẩm Phé vào đây thì mình đã đi tham quan những cảnh rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Được đi chơi trò chơi rất là vui rồi. Nhưng mà ngày hôm giờ này mình lại đứng ở trong một cái bản rất khó khăn mà ngay gần cái khu du lịch như này. Thì như già làng thì cảm thấy như thế nào? Mình cũng mong muốn rằng là sau này ví dụ như khu vực này là đang là một địa điểm du lịch khá là lý tưởng. Thì cũng mong rằng là ở đây cho đây người ta đang làm du lịch đó, thì mong qua những video này thì những kênh truyền thông của mình như là kênh Du Siêu cũng như là kênh của em Mỹ Bếp Trên Bản, tất cả những kênh YouTube đã tập trung về đây như hình ảnh, thì cũng mong rằng mọi người ở xa thì có dịp lên Lai Châu thì mọi người hãy ghé đến chỗ bản này tên gì nhỉ? Hội Bản là Hội Bắc ạ. Để thăm bà con cũng như là mình thực hiện những chuyến du lịch trải nghiệm ở nơi này nhé. Vâng, cảm ơn già làng. Thế còn Pơ, ngày hôm nay chắc là cũng lần đầu tiên đến đây quá. Dạ, lần đầu tiên em đến thăm đồng bào Mông ở bản Hủy Bắc. Chắc là lần sau nữa là em sẽ nhiều lần ra đây nữa, tại vì là thấy ở đây bà con mình ấy
thấy rất là thân thiện, mà mỗi lần là Pơ đi lên bản này, nhìn thấy các em bé ở đây thì mình rất là thương ấy. Em nghĩ là lần sau em sẽ phải ra đây thêm lần nữa, mà nhiều lần nữa chứ không phải một lần. Chắc chắn là chị cũng như là Pơ ấy có mặt ở trên địa bàn Tây Bắc thường xuyên hơn đúng không? Sẽ cố gắng kết nối các anh em YouTube và các anh em truyền thông, sẽ đưa những cái màu sắc nó tươi đẹp hơn đến với bản làng vùng cao như thế này nhỉ? Vâng, và ngày hôm nay chúng ta trải nghiệm như vậy thôi, và chúng ta bây giờ sẽ quay về Thẩm Thế để ăn cơm nhé các bạn nha. Ok, vâng, rồi, đi thôi. Đây là măng rừng này. Măng ở Tây Bắc đang vào mùa măng đấy. Măng này ăn không bị đắng nhá cả nhà nhá. Còn cái hoa này không phải hoa măng đâu nhá. Cái đây là để trang trí thôi. Trang trí cho đẹp thôi đây nhá. Là hoa giấy nha mọi người nhá, không được ăn nhá. Không được ăn. Rồi, không thì tí là em lại từng ăn được thì em ăn luôn nhá. Rồi chị biết. Đây. Rồi thì xin mời mọi người ăn nhá. Nào. Xem à, đây là xôi, hôm nay chúng mình sẽ ăn xôi màu gì nào? Màu trắng chị ạ. Đây vừa cùng mọi người đồ xong đổ xong là gói đấy. Ôi rồi, Pơ thật là khéo tay ấy nhờ. Thơm quá. Tất cả món ăn hôm nay ở đây là chị giúp đi. Đó, em Pơ là răng là caramel ấy. Rồi, đây hôm là món nay, gì đây Pơ? Xin thay mặt cho anh em thì cũng cảm ơn Iper, Imi, cảm ơn mọi người ở đây. Cảm ơn chị nữa nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là mọi người đón anh em mình từ Tây Nguyên về Tây Bắc, một cái không gian rồi cũng như là đi chơi khám phá ở đây thì rất là tuyệt vời rồi. Rồi thì mình cũng mời mọi người dùng bữa cơm đi, cơm trưa đi. Ở đây chị thấy có một thứ mà không từ cá này. Đây là nước nói. Đây là ở Tây Bắc gọi là nước nói nhá. Thế còn ở Tây Nguyên gọi là nước gì ta? Nước lắc. Nước lắc à? Xong là lắc tít tít đấy. Rồi thôi ai uống thì uống nhá. Thôi mình làm tí cơm đi nhỉ. Hôm nay bữa trưa rồi thì chúng ta cứ dùng bữa nhỉ. Đây, xin. Cô chị đâu? Đây, cô chị đây. Cô chị đây rồi. Đây là của em rồi. Đây thì măng rừng. Đây, đấy. Đây, lên đây rồi. Em phục vụ hết rồi. Vâng, cảm ơn Hyper nha. Đồ chầm kéo đồ. Mình mời mọi người ăn bữa cơm trưa cùng với anh em mình tại tỉnh Lai Sơn. Cho chị mượn đôi đũa nào. Mọi người, đây là một cái tình thực sự mà nói về cho chị mượn đôi đũa. Rất là đẹp. Và tí nữa mình sẽ đi một cái khu địa điểm về Bàn đúng không? Bà Khum. Đó, tí này cho chị mượn đôi đũa nào. Vào trên đấy mình sẽ quay thêm chi tiết những cái cuộc sống của mọi người ở đây cũng như là văn hóa cũng như là ẩm thực nha mọi người nhé. Mời cả nhà nhá. Gà rừng đúng không nhỉ? Mời mọi người ăn nhá. Xin mời nhá. Vâng. Cá ngon nhỉ. Ngon không? Vâng. Mời đi ăn. Mời nhá. Xin mời các bạn nhá. Mời khán giả cùng với Thị và anh em già làng, anh em ở Tây Nguyên nhờ. Dạ. Du Siêu với bếp trên bản nữa. Dạ. Dùng bữa thôi. Em mời cả cũng đói quá rồi đấy nhờ. Một buổi sáng mình đi chơi như thế là như thế nào, cái chuyến đi lần này Gia Lan có thể chia sẻ với mọi người khán giả của Du Siêu đang xem được không ạ? Chuyến đi này rất thú vị mọi người. Ra ở đây may mắn là được gặp nhiều anh em làm YouTuber này. Với những người không đi làm YouTuber thì gặp mọi người biết xem kênh mình ấy. Mình thấy rất là vui và những món ẩm thực rất là ngon luôn. Ngon. Chất được. Thế Gia Lan có muốn về Tây Nguyên không hay là ở lại đây luôn? Muốn ở lại đây luôn vì có quen một em gái bạn ở đây rồi. Thế lấy số chưa? Có lấy rồi. Thế tối hôm qua có nhắn tin không ạ? Có, nói chuyện cả đêm mà. Thế thì nóc nhà thì thế nào ta? Không sao hết. Nóc nhà thì ổn đúng không? Nhà mình có tôn lên thành hai mái mà đúng không ạ? sau một ngày mà mình du thuyền lên trên kia, mình đi chơi này, thăm thú ở các cái bản làng ở làng cá Thẩm Phế cũng như là vịnh Bào Khung, mọi người cũng khá là mệt rồi đúng không ạ? Hôm nay mọi người trải nghiệm ở đây, trời thì thời tiết lại rất là ưu đãi, được cái là không nắng cũng không mưa nên là mình đi chơi sẽ cảm thấy vui hơn và thoải mái hơn nhỉ? Đây cá nướng này, bình tôm cá ui. Đấy. Wow. Cá mà hôm nay mà Thị bắt và đã bị thương đây này. Đấy, bây giờ đã thành một món ở đây rồi. Đấy. Cá nướng pa pỉnh tộp do một bạn ở Lạng Sơn, bạn ấy kết hợp với chủ nhà, đây là người Khơ Mú họ làm.
Vâng. Đấy. À, thì ngày hôm nay đi chơi khá là mệt rồi. Bây giờ anh em sẽ kết thúc chương trình ở một cái mâm cơm gọi là đặc sản của người Khơ Mú ở làng cá Thẩm Phế này. À, nên là bây giờ thì để mọi người tự nhiên thoải mái hơn thì mình xin mời mọi người dùng bữa. Và mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Rất là mong được các khán giả sẽ ủng hộ kênh của Thị cũng như là kênh của Lucille, Già Làng Tây Nguyên và Bếp Trên Bản nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Bây giờ thì mời mọi người sẽ cùng ăn cơm thôi. Ăn đi nha. Ăn đi thôi. Xin chào. Hẹn gặp lại sau.